Hoàng Anh Gia Lai đã có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League 2022 sau khi chia điểm với Sydney FC ở lượt trận thứ hai. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak vẫn có nhiều tiếc nuối khi đội bóng phố núi hoàn toàn có thể giành được kết quả khả quan hơn nếu như có được sự chính xác ở các tình huống dứt điểm cuối cùng. Với một điểm sau hai trận, Hoàng Anh Gia Lai hiện vẫn đứng cuối cùng tại bảng H và nguy cơ sớm bị loại ngày một rõ ràng. Bất chấp việc đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đã chơi khởi sắc hơn trước các đội bóng rất mạnh của châu lục, ở vòng đấu này, nếu Hoàng Anh Gia Lai không có điểm trước đại diện của Hàn Quốc, cơ hội sẽ ngày một thu hẹp. Ở phần sân bên kia, Jeonbuk đang có lợi thế rất lớn để củng cố vị trí dẫn đầu sau khi họ đã giành được 4 điểm sau 2 lượt trận. Việc đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Yokohama ở lượt trận thứ 2 mở ra cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giảm tải bớt áp lực trong giai đoạn lượt về. Huấn luyện viên Kiatisak chỉ có một sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát ở hai trận đấu vừa qua. Điều này cho thấy Zico Thái không có nhiều sự lựa chọn do sự chênh lệch trình độ trong đội hình. Hoàng Anh Gia Lai sẽ vẫn phải đặt niềm tin vào Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Brandao. Trong đội hình Jeonbuk, hai ngôi sao là Songmin Kyu và Han Kyo-won bị chấn thương để ngỏ khả năng thi đấu. Ngoài ra, 5 trong số 8 cầu thủ vừa khỏi Covid-19 khó có thể kịp ra sân ở cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột như Stanislav, Baek Song-ho, Kunimoto, Lee Yu-heon. Vũ Văn Thành, cầu thủ chạy cánh vừa có bàn thắng đầu tiên và là một trong những chân sút chơi tròn vai của Hoàng Anh Gia Lai tại AFC Champions League. Inlutsenko Stanislav, tiền đạo người Đức 31 tuổi, đang thay thế khá hoàn hảo vị trí mà tiền đạo chủ lực Gustavo Silva để lại do mắc Covid-19. Hoàng Anh Gia Lai và Jeonbuk chưa từng gặp nhau ở một giải chính thức. Đội bóng đến từ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm và thành tích thi đấu tại AFC Champions League. Jeonbuk đang thi đấu khá thành công tại AFC Champions League với 2 trận bất bại. Ngoài ra, đại diện của K-League cũng sở hữu thống kê ấn tượng với 4 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 8 bàn và thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Hoàng Anh Gia Lai phát đi những tín hiệu tích cực hơn về phong độ với điểm số đầu tiên tại AFC Champions League, song thành tích thi đấu khá thất thường. 5 trận vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, ghi được 5 bàn, thủng lưới 7 bàn. Tỷ lệ kèo của trận đấu này, Jeonbuk chấp Hoàng Anh Gia Lai một trái. Jeonbuk Hyundai Moto là thử thách lớn nhất cho Hoàng Anh Gia Lai ở loạt trận lượt đi tại bảng H. Đội bóng đến từ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và chất lượng đội hình. Ngay cả khi thầy trò Zico Thái có lợi thế sân nhà và đang chơi khởi sắc hơn, vẫn rất khó để Hoàng Anh Gia Lai có thể gây bất ngờ và người chơi có thể đặt niềm tin vào Jeonbuk. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/1/2 trái. Tất cả các niềm hy vọng lớn nhất trên hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai đều chưa thể ghi bàn và điều đó đem tới sự khởi đầu chật vật cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak trong hành trình ở AFC Champions League. Trong khi đó, Jeonbuk đang có hiệu quả thi đấu cao hơn và có phong độ ấn tượng. Đại diện K-League nhiều khả năng giành chiến thắng, song trận đấu khó chạm mốc 3 bàn. Thể thao và văn hóa dự đoán Jeonbuk sẽ giành thắng lợi trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. We'll be right back.